Chị có. Thật ra thì Linh nghĩ là với Michael thì mình đã có một sự thay đổi lớn. Như đủ chín miếng sao? Còn mang thêm mỗi người 2 miếng rồi. Dạ, nó ngon. Ăn đi, ăn đi. Mời cả nhà, mời mọi người nha. Bình thường em ăn em sẽ ăn chín hơn một chút. Chín hơn một chút. Ừ. Em thích ăn như vậy. Tại đấy. Vì chín hơn sợ cái thịt bò nó bị dai ấy. Đúng là nó bị dai, nghĩ là em không nhìn cái màu đỏ này. Em thấy là hơi. Vậy thì các em đoán được mỗi món là ai nấu không? Em đoán được. Em đoán được hả? Em đoán món này là ai nấu. À. Em thật là nhìn món ăn này rất là tinh tế. Ừ. Mà em rất là thích. Nên là em mới chọn. Ờ. À. Em đoán được mỗi món không? Không, chỉ đoán được món này là anh. Ồ, vậy hả? Cái này là anh học nấu hay là anh tự nấu? Anh tự nấu, tự học. Từ nhỏ anh đam mê anh là nấu ăn, nên anh hay coi mấy cái chương trình nấu ăn, không có hay coi bọc cái kind of weird kid. Rồi em thì sao? Cái tài năng của em là gì? Em á? Dạ. Có gì đặc biệt? Em không biết nữa. Không, em có. Phải có chứ, ai cũng có mà. Em thật sự chưa biết mình muốn là gì á. Vì nó thay đổi giống như là cái hướng nghiệp. Em thay đổi rất là nhiều. Nhưng mọi người có là bị cảm giác mà khi đã bắt đầu công việc ấy, tự nhiên mình bật một cái mút nào lên. Nó tăng khả năng lượng lên. Tùy. Em một cái cử chỉ nhỏ, ví dụ như là em cảm giác mà em xị mặt này, người khác cũng cảm giác à con bé này nó không thân thiện. Chắc tại vì em biết nhưng mà từ lúc mà em cũng bị nói nhiều như thế. Thì em chọn cái cách đấy cũng lặng. Cái này em cũng kệ. Chứ thật sự em thật là em không phải là đứa giỏi cãi nhau. Bởi vì anh có ít người bạn thân. Quan trọng với anh là hai bạn thân nha. Với người khác mà có gì thì anh không có quan tâm. Nhưng mà hôm nay lại có cơ hội quay trở lại và nói chuyện với Mai còn nhiều hơn thì thật sự là Linh cũng tìm được Yeah, it was actually very nice to talk to Lynn. The way she talks and the way she thinks is very mature. It was really interesting to have my impression of her change like that. Thì có. Thật ra thì Linh nghĩ là với Michael thì mình đã có một sự thay đổi lớn. Bối rối quá. Quan tâm đến mình hay là có thiện cảm với mình nhiều như thế nào? Như lúc chưa thực sự có một câu trả lời cho Linh thì Linh nghĩ rằng là mình sẽ có một cái giới hạn của mình. Mọi thứ đều có thể thay đổi. Mình nghĩ người đầu tiên sẽ là Minook và người thứ hai sẽ là Michael. I just wanna say so proud of you. Doesn't time